Chào mừng quý vị khán giả đến với bản tin Esports ngày 21 tháng 7. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung đáng chú ý sau. Barcelona muốn mượn tiếp hai ngôi sao người Bồ Đào Nha. Man United gia nhập cuộc đua chiêu mộ nhà vô địch Euro 2024. Rafael Nadal vào chung kết Nordea Open. Thưa quý vị, 2023-2024 là mùa giải trắng tay của câu lạc bộ Barcelona. Họ thất bại ở cả 4 đấu trường La Liga, Cúp Nhà Vua, Siêu Cúp Tây Ban Nha và UEFA Champions League. Cay đắng hơn khi mà gã khổng lồ xứ Catalan đã để thua Real Madrid trong cả 3 trận El Clasico và nhìn đại kình địch có một năm thành công rực rỡ. Sau một giải thất bại đó thì ban lãnh đạo của Barca đã quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên Hansi Flick lên thay huyền thoại Xavi. Ngoài ra thì Blaugrana cũng đang rất tích cực để có những sự bổ sung chất lượng trong đội hình. Mùa giải 2023-2024 khép lại cũng là thời điểm Joao Cancelo không còn thi đấu cho màu áo của Barcelona khi hợp đồng cho mượn từ Manchester City đã hết hạn. Tuy nhiên, câu lạc bộ xứ Catalan đang đẩy nhanh tiến độ trong việc tiếp tục mượn Joao Cancelo từ đội chủ sân Etihad. Cancelo đóng một vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của gã khổng lồ xứ Catalan ở mùa giải vừa qua, khi anh cho thấy khả năng phòng ngự khá tốt bên cạnh những tình huống tham gia tấn công ấn tượng. Trong bối cảnh Barcelona vẫn chưa tìm được một hậu vệ phải đủ chất lượng, thì phương án mượn Cancelo được xem là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Bản thân hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng rất thích thú với viễn cảnh tiếp tục được chơi bóng tại xứ sở bò tót. Nếu thương vụ này sớm được hoàn thành, anh sẽ tập trung với Barcelona thay vì trở về xứ sở sương mù để hậu quân cùng Manchester City. Barcelona cũng muốn tiếp tục mượn Joao Felix ở mùa giải tới, nhưng đây không phải là điều mà Atletico Madrid, đội bóng chủ quản của tiền đạo người Bồ Đào Nha mong muốn. Đội bóng áo sóc đỏ trắng muốn bán đứt Felix cho đội chủ sân Olympic Luis Company, nhưng mức giá 80 triệu euro là quá cao so với con số mà Blaugrana có thể chi trả. Tận dụng điều này, Benfica, đội bóng từng đưa Joao Felix ra ánh sáng, đang muốn đưa anh trở về với Bồ Đào Nha với một mức phí thấp hơn những gì mà Atletico Madrid yêu cầu. Dù chưa có điều gì chắc chắn, nhưng Benfica đang khá tự tin về mức độ thành công của thương vụ này. Bởi đội bóng thành Madrid cũng chẳng còn mặn mà với tiền đạo sinh năm 1999, khi anh hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Diego Simeone. Trước mắt, Joao Felix sẽ trở lại với thủ đô Madrid sau kỳ nghỉ hậu Euro 2024. Anh chắc chắn rất muốn có một bến đỗ mới để có thêm thời gian thi đấu tại mùa giải 2024-2025. Sau khi kết thúc hợp đồng với Barcelona vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, tiền vệ Sergi Roberto vẫn đang tích cực tập luyện và chờ đợi những tin tức mới nhất về tương lai của mình. Ban đầu, đã có những thông tin về việc Roberto sẽ tái ký hợp đồng với đội bóng xứ Catalan thêm một mùa và sẽ chia tay đội bóng của cuộc đời anh vào năm 2025. Tuy nhiên, với những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng, Roberto sẽ rời Tây Ban Nha để chuyển đến một giải đấu khác. Điểm đến của tiền vệ 32 tuổi nhiều khả năng sẽ là giải Ngoại hạng Anh, khi Manchester United và Arsenal đều bày tỏ sự quan tâm đến cựu đội trưởng của Blaugrana. Với việc gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do, cùng mức lương thấp nhưng lại đi đôi với kinh nghiệm lâu năm, Sergi Roberto được xem là phương án dự phòng chất lượng dành cho bất kỳ đội bóng nào. Trong khi Barcelona đang có một mùa hè bận rộn thì những đội bóng còn lại ở top 3 La Liga mùa trước là Real Madrid và Girona cũng không kém cạnh. Với đức kim vô địch Real Madrid, họ mới ra mắt tân binh Kylian Mbappe cách đây vài ngày và cũng chuẩn bị chào đón cầu thủ trẻ người Brazil Enrique. Đó là trên hàng công, còn ở trong khung thành thì việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giữ lại Andre Lunin hay chiêu mộ Kepa cũng là thắc mắc lớn đối với người hâm mộ và giới truyền thông. Mới đây thì đã có những thông tin cho rằng đội chủ sân Bernabeu đã sẵn sàng bán đi thủ môn người Ukraine nếu như được giá. Sau một mùa giải ấn tượng và đóng góp lớn vào chức vô địch La Liga lẫn Champions League của Real Madrid, thủ thành Andre Lunin vẫn chưa thể xác định tương lai của mình tại đội chủ sân Bernabeu. Việc chắc chắn chỉ là sự lựa chọn sau Thibaut Courtois đã khiến thủ thành người Ukraine cân nhắc khả năng rời Los Blancos. Một số thông tin khác còn cho biết thêm, người đại diện Jorge Mendes của Lunin đang tích cực tìm bến đỗ mới dành cho thân chủ của mình. Nếu kết thúc mối lương duyên với Los Blancos, Lunin sẽ ra đi với mức giá 30 triệu euro, con số khá cao vào lúc này cho một thủ môn. Trái với Lunin, thủ thành Kepa, người đã chơi cho Real Madrid dưới dạng cho mượn từ Chelsea ở mùa giải trước, bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Los Blancos dù chỉ là đóng vai trò dự bị. Nếu Lunin rời đi, khả năng cao vị trí ấy sẽ được thay thế bởi chính Kepa. Câu lạc bộ Girona vẫn đang tiếp tục hoàn thiện đội hình để thi đấu tại Champions League lẫn La Liga ở mùa giải tới.
ở hàng tiền vệ sau khi để đội trưởng Alex Garcia chuyển tới Bayer Leverkusen. Ban lãnh đạo của đội chủ sân Montilivi đang gấp rút tìm kiếm người thay thế. Cái tên nổi bật hiện lên chính là Javi Guerra. Ngôi sao Mai đã trưởng thành vượt bậc trong màu áo của Valencia ở mùa giải vừa qua. Dù được xem là người đã gánh vác hàng tiền vệ của Valencia ở hiện tại và tương lai, nhưng với tình hình tài chính eo hẹp của bầy rơi ở những năm gần đây, việc bán Guerra là điều hoàn toàn có thể xảy ra để giúp cho đội chủ sân Mestalla có tiền tái thiết đội bóng. Sau 36 lần ra sân tại La Liga ở mùa giải 2023-2024, cầu thủ 21 tuổi đã ghi được 4 bàn thắng cùng một pha kiến tạo. Ở mùa hè 2024, chúng ta đang được thấy một Manchester United rất khác. Có thể vì cách mua sắm của đội bóng này với mùa mưa tại thành phố Hồ Chí Minh. Không cần sấm chớp hay bất cứ dấu hiệu nào, mưa cũng có thể đổ xuống bất chợt. Bằng chứng là về đội bóng này nhanh chóng chiêu mộ hai tân binh Joshua Zirkzee và Lenny Yoro chỉ trong vài ngày. Chưa dừng lại thì ngày hôm nay, nhà báo Fabrizio Romano xác nhận đội chủ sân Old Trafford đã nhảy vào cuộc đua để giành chức ký của nhà vô địch Euro 2024. Anh là Dani Olmo. Sau màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2024, Dani Olmo trở thành cái tên rất hot trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Nhiều đội bóng lớn đã muốn có chức ký của vua phá lưới Euro 2024. Trong đó thì Manchester United chính là cái tên mới gia nhập cuộc đua này. Mong muốn gia tăng sức tấn công ở mùa giải mới đã khiến cho đội chủ sân Old Trafford quyết định mạnh tay sau khi chiêu mộ thành công Joshua Zirkzee cách đây không lâu. Hôm nay ngày 21 tháng 7, điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro của Olmo sẽ hết hạn. Điều này khiến cho tính cấp bách của thương vụ này càng tăng lên. Khi đội bóng nào muốn sở hữu Olmo sẽ bắt buộc phải đàm phán với RB Leipzig và mức giá chắc chắn sẽ không dừng lại ở mức 60 triệu euro. Sau khi chia tay Manchester United vào tháng 7 năm 2023, thủ thành David De Gea đã trải qua một năm thất nghiệp khi không thi đấu cho bất cứ đội bóng nào. Suốt một năm qua, dù nhận được những lời đề nghị từ La Liga hay giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và cả Saudi Pro League, nhưng không có bất cứ thương vụ nào được hoàn tất. Tuy nhiên, động thái mới nhất của thủ thành 33 tuổi trên mạng xã hội X đã khiến cho người hâm mộ trông ngóng về sự trở lại của cựu cầu thủ Manchester United. Anh đăng tải hình ảnh chiếc đồng hồ cát trong một tweet có tiêu đề "Sẽ có một câu lạc bộ mới cho David De Gea". Thông tin này giúp cho những người yêu mến thủ thành người Tây Ban Nha cảm thấy rất vui, bởi với khả năng của mình, De Gea hoàn toàn có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 33. Những cầu thủ tại La Liga đang liên tục trở thành những cái tên gây nhiều chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Mới nhất là trường hợp của Takefusa Kubo, tiền đạo cánh người Nhật Bản đang nhận được sự quan tâm lớn từ nước Anh bởi câu lạc bộ Liverpool. The Kop đang xem Kubo là người thay thế lâu dài cho Mohamed Salah, người đã bước sang tuổi 32. Mức giá đội chủ sân Anfield đưa ra là 65 triệu euro, một con số có thể xem là khổng lồ với một đội bóng không có tiềm lực tài chính tốt như Real Sociedad. Bản thân Kubo cũng muốn sự nghiệp của mình sẽ tiến thêm một bước mới nếu gia nhập một câu lạc bộ lớn tại ngoại hạng Anh. Liverpool dự kiến sẽ nhanh chóng hoàn thành thương vụ này. Sở dĩ họ duyệt chi 65 triệu euro từ ban đầu để tránh việc phải trả tiền chuyển nhượng ít hơn nhưng lại phát sinh các khoản phụ phí. Takefusa Kubo là cầu thủ với sở trường thi đấu ở hành lang cánh phải. Anh được xem là phiên bản trẻ tuổi hơn của vua Ai Cập Mohamed Salah với tốc độ, sự khôn ngoan và khả năng dứt điểm tốt. Trên trang chủ của mình, câu lạc bộ Celta Vigo vừa đăng tải một đoạn clip về tiền đạo chủ lực mới của họ ở mùa giải 2024-2025. Đó là một cái tên không mấy xa lạ với người hâm mộ bóng đá La Liga. Borja Iglesias sẽ chính thức hồi hương sau một nửa mùa giải thi đấu cho Leverkusen dưới dạng cho mượn từ Real Betis. Ở mùa giải mới, anh sẽ thi đấu cho đội chủ sân Barbados cũng dưới dạng cho mượn từ Zvezda Blancos. Borja Iglesias từng có giai đoạn khởi đầu mùa giải 2022-2023 như mơ với việc liên tục nổ súng ở các trận đấu. Nhưng sự sa sút phong độ sau đó đã khiến cho anh đánh mất vị trí ở đội chủ sân Benito Villamarín. Trở lại với sân chơi La Liga, Iglesias hy vọng đây sẽ là thời điểm thích hợp để anh tìm lại ánh hào quang năm xưa. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần cập nhật từ các môn thể thao khác. Ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, hành trình của Rafael Nadal tại các giải đấu luôn rất khó khăn. Những chấn thương ảnh hưởng khiến cho anh không thể tiến sâu ở các đấu trường mà anh tham dự. Tuy nhiên thì tại Nordea Open 2024, trận chung kết đã điền tên của huyền thoại người Tây Ban Nha. Rafael Nadal đã đánh bại Duje Adukovic ở trận bán kết của giải Nordea Open 2024. Tay vợt 38 tuổi để thua 4-6 ở set đấu đầu tiên. Tuy nhiên bản lĩnh và sự xuất sắc đã giúp cho ông vua sân đất nện lội ngược dòng, giành chiến thắng ở hai set sau với các tỷ số 6-3 và 6-4. Tại trận đấu tranh ngôi vô địch, đối thủ của Nadal sẽ là tay vợt người Bồ Đào Nha, Nuno Borges. Trong khi đó, tại bán kết giải quần vợt Hamburg Open,
Hạt giống số 5 của giải Anfield đã cho thấy bước tiến vô cùng mạnh mẽ ở giải đấu năm nay khi đánh bại hạt giống số 3 Sebastian Baez một cách vô cùng thuyết phục. Tay vợt 20 tuổi chỉ để thua 4 game trong suốt cả trận đấu. Sau 67 phút, sao trẻ người Pháp thắng cả 2 set đều cùng với tỷ số 6-2. Đây cũng là trận chung kết ATP 500 đầu tiên trong sự nghiệp của Fields. Anh sẽ đối đầu với Alexander Zverev, hạt giống số 1 để tranh ngôi vô địch. Trận 20 giải Tour de France 2024 đã diễn ra với những diễn biến hấp dẫn và kịch tính. Đây là trận đua chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt nhất kể từ đầu giải, đến từ những quân rơ đang giành những vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên chiến thắng vẫn gọi tên người xuất sắc nhất là Tadej Pogačar, tay đua 25 tuổi về đích với thành tích 4 giờ 4 phút 22 giây. Đây cũng là chiến thắng chặng thứ 5 ở mùa giải 2024 của tay đua người Slovenia. Chiến thắng ấn tượng này giúp cho Pogačar gần như chạm một tay vào chức vô địch giải đấu danh giá trên đất Pháp, khi khoảng cách giữa Pogačar và người đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng ở thời điểm này là Vingegaard đã lên tới 5 phút 14 giây. Giải đấu sẽ chính thức khép lại vào hôm nay với chặng 21. Chuyển sang thông tin về bóng đá trong nước, sau khi lên ngôi tại V-League 2023-2024, câu lạc bộ Thép Sắt Nam Định đang bắt đầu thanh lọc đội hình bằng việc chia tay hàng loạt cầu thủ. Mới nhất sẽ có 7 cái tên rời sân Thiên Trường ngay trong mùa hè này. Bộ đôi Ngọc Bảo, Thanh Thịnh kết thúc hợp đồng cho mượn từ Bình Định và sẽ không tài kỳ với Nam Định. Trong khi đó thì Xuân Quyết, Thanh Trường và Hữu Tuấn không được trọng dụng nhiều ở mùa giải vừa qua nên quyết định ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Ở hai trường hợp còn lại, Trương Ngọc Sơn và Hoàng Xuân Tân là những cầu thủ còn rất trẻ cũng rời Thành Nam để phát triển sự nghiệp. Có người đi thì sẽ có người đến. Tiền vệ Trần Văn Trung và tiền đạo Mbappe nhiều khả năng sẽ là hai cái tên mới gia nhập nhà đương kim vô địch V-League. Thông tin về câu lạc bộ Thép Sắt Nam Định vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Esport của chúng tôi ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong các bản tin tiếp theo.